Thanh Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Nam Đồng cho đêm nay và ngày mai 7 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn cho đến ngày 7 tháng 2, tức là ngày 28 tháng Chạp. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng ráo và có nơi có nắng nóng. Còn tại khu vực tỉnh Lâm Đồng của chúng ta, cụ thể tại các khu vực như sau. Khu vực các huyện phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, về đêm không mưa, ban ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 12 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Tiếp đến là khu vực các huyện phía đông của tỉnh bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này trời cũng khá là tạnh ráo, mát mẻ và dễ chịu. Mây thay đổi, về đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 15 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 68 đến 73%. Còn tại các huyện phía nam của tỉnh bao gồm Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Ở khu vực này, trời duy trì nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, về chiều tối sẽ có mưa rào và dông một vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 16 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Và cuối cùng là khu vực các huyện phía tây nam của tỉnh, bao gồm Đạo Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, trời duy trì mây thay đổi, về đêm không mưa, ngày trời nắng khá là oi bức. Nhiệt độ duy trì ở mức từ 20 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Thưa quý vị và bà con, với diện tích khoảng 3.000 hectare hoa cúc thì mỗi năm, nông dân Lâm Đồng phải bỏ ra khoảng hơn 31 tỷ đồng chi phí tiền điện. Nhằm tiết kiệm điện và nâng cao hiệu quả sản xuất hoa cúc, Trung tâm Nghiên cứu Khoai Tây Rau và Hoa đã xây dựng và phát triển mô hình sản xuất hoa cúc thương phẩm áp dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tại Lâm Đồng. Phản ánh nội dung này sẽ có trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng tiếp theo đây. Mời quý vị và bà con quan tâm đón theo dõi. Còn khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo thời tiết tại một số khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn.